Biết rồi, chỉ biết là nghe điện thoại. Ông đang ngồi ở cái đang nghe ảnh ở đấy là từ năm nào? 3 năm cách đây. Dạ dễ hết đây này. Dưới ủy ban có cái gì mới không? Ủy ban á? Ừ. Em biết. À, coi là chấm dứt hợp đồng rồi. Em nghỉ đầu năm rồi. À. Em không làm được. Anh ở đây không làm chung đấy à? Thế là cũng nghỉ luôn này. Hết hợp đồng rồi đấy à? Ừ.